gọi tên của các cái ancan của mạch thẳng, mạch không phân nhánh, được chưa? Và đặc biệt các em sẽ biết cách xử lý cái bài toán mà xác định cái công thức phân tử của ancan mà sử dụng phương pháp trung bình. Đấy, thì thầy sẽ liệt kê ra một số, giới thiệu cho các em một số cái ví dụ liên quan, và những cái ví dụ này nó sẽ đi từ đơn giản đến phức tạp để các em làm chủ, làm chọn cái kiến thức ở cái phần này nhé. Cái đầu tiên là chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một số cái lý thuyết giải toán mà các em cần phải nhớ cho thầy ở trong cái dạng đầu tiên này nhé. Đầu tiên đó chính là về xác định số đồng phân của ancan. Đấy, xác định số đồng phân của ancan. Thế thì ở chương trước thầy đã có một cái bài riêng giới thiệu với các em về cái cách đếm nhanh số đồng phân, đúng không? Thế thì đối với ancan của chúng ta là một hydro quan no mạch hở, thì trong phân tử chỉ có carbon và hydro thôi, do đó nó không có nhóm chức, đúng không? Không có nối đôi, không có nhóm chức. Đấy, do đó mà cái việc mà xác định số đồng phân cũng như gọi tên ancan hoặc là biết cách viết các cái đồng phân của ancan thì nó khá là dễ, không phải là khó. Sau khi các em học sang những phần kiến thức tiếp theo ấy, ở chứng sau chẳng hạn, hoặc lên lớp 12 thì thấy rằng cái phần đồng phân và danh pháp của ancan là phần dễ nhất đấy các em ạ. Thế thì thầy sẽ nhắc lại một số cái kiến thức cũ liên quan đến cái bài trước để các em nhớ được, để các em có thể logic được nhé. Thế cụ thể là như thế này: ancan của chúng ta thì thuộc hydro quan no mạch hở, đúng không? Có công thức phân tử CnHn+2 và điều kiện của số nguyên tử carbon N đấy chính là lớn hơn bằng 1, nghĩa là đi từ metan trở đi, đúng không? Và chú ý cho thầy nhé, anh này có cái độ bất bao hòa K là bằng 0 và là một hydro quan no mạch hở. Đấy, kiến thức nó cứ nhắc đi nhắc lại như thế các em ạ. Bởi vì sao? Vì sao lại thầy lại sử dụng cái phương pháp nhắc đi nhắc lại kiến thức? Có thể các em nào mà nắm chắc rồi các em cảm thấy nhàm, nhưng mà các em ơi yên tâm, bởi vì ở chỗ là nếu mà thầy nhắc đi nhắc lại như thế thì nguyên tắc của nó chính là kiến thức được lặp đi lặp lại thì sẽ ăn sâu vào trong bộ não của các em và nó hình thành cho các em các cái nếp nhăn, và do đó mà nó sẽ ăn vào các em theo dạng là tiềm thức rồi. Thì khi đó thì các em sẽ nhớ mãi không bao giờ quên. Thì đấy là cái cách, cái phương pháp mà thầy muốn áp dụng với các em. Các em đừng chủ quan và đừng hề coi thường xem nhẹ là rằng là thầy cứ nói đi nói lại nhé, không hề vô ích một chút nào đâu, yên tâm như thế nhá. Tiếp theo, khi nói đến đồng phân của ancan thì các em nhớ cho thầy là ancan của chúng ta chỉ có đồng phân cấu tạo, không có đồng phân hình học, nhớ chưa? Ghi vào trong đầu đi. Và đối với đồng phân cấu tạo thì nhớ cho thầy là đối với ancan thì chỉ có đồng phân dạng mạch carbon thôi nhá, chỉ có đồng phân dạng mạch carbon. Và dạng mạch carbon của ancan thì có hai loại là mạch thẳng và mạch nhánh, tức là mạch không phân nhánh và mạch nhánh đấy, một số sách viết như thế, chứ không có dạng mạch vòng nhá. Dạng mạch vòng thì nó rơi vào trường hợp cycloancan rồi, đúng không? Thì các em đừng giảm tải, không phải học. Một cái lưu ý nữa là khi các em viết đồng phân mạch nhánh thì chú ý cho thầy, vì sao thầy lại bôi vàng nhấn mạnh ở đây, đó chính là các em cần phải lấy cho thầy cái trục đối xứng khi mà viết cái đồng phân mạch nhánh, nhớ chưa? Nghĩa là lấy trục đối xứng ở cái mạch chính ấy, sau đó thì mới điền các cái mạch nhánh vào. Để làm sáng rõ hơn điều này, thầy lấy ví dụ cho các em. Đối với trường hợp là một cái ancan mà có mạch chính gồm 5 nguyên tử carbon như thế này, thì các em muốn điền cái mạch nhánh vào thì hãy lấy trục đối xứng cho thầy. Anh này đối xứng ở nguyên tử carbon ở giữa, đúng không? Khi điền mạch nhánh vào thì các em thấy rằng hai bên đầu này thì không được điền, đúng không? Bởi vì nó sẽ điền vào hai bên đầu này thì cái mạch carbon chúng ta sẽ bẻ thẳng ra được, đúng không? Bẻ thẳng ra thì nó thành mạch thẳng mất rồi, không phải mạch nhánh nữa. Mà lấy đối xứng rồi, do đó anh này sẽ có hai vị trí để điền mạch nhánh. Vị trí thứ nhất, dây đối xứng nhá, vị trí thứ nhất là ở vị trí này. Mà vị trí carbon số 2 này cũng tương tự với vị trí carbon ở đây, bởi vì nó đối xứng nhau, nhớ chưa? Thế có thể đánh nhánh ở đây và cũng có thể điền nhánh ở vị trí carbon ở giữa. Đấy, nhớ chưa? Đấy, nhớ cho thầy nhé. Vì sao mà thầy muốn nhấn mạnh cho các em là cần phải lấy trục đối xứng như thế, để tránh đi cái trường hợp là các em ghi thiếu hoặc thừa, viết thiếu hoặc thừa số đồng phân carbon mạch nhánh của ancan, được chưa? Thì đấy là về xác định số đồng phân của ancan. Chúng ta chuyển sang cái lưu ý tiếp theo, đó chính là về danh pháp. Danh pháp của ancan ấy thì nó có hai loại là danh pháp ancan mạch thẳng và danh pháp ancan mạch nhánh. Danh các pháp ancan mạch thẳng ấy thì nhớ cho thầy cái câu thơ nhỏ nhỏ, đó chính là mẹ em phải bón phân hóa học ở ngoài đồng, đúng không? Thì danh pháp đấy rất dễ nhớ rồi. Thế còn đối với trường hợp mạch nhánh thì sao? Tức là mạch phân nhánh. Thì lưu ý,
gọi tên theo tên thay thế hay danh pháp Yupak thì chúng ta có là tên Ancan thì bằng số chỉ vị trí mạch nhánh, tên nhánh cộng tên mạch chính và cộng đuôi An. Và có thỏa mãn một số nguyên tắc, thầy nhắc lại nhanh thôi nhé. Nguyên tắc như thế nào? Nhất, mạch chính là mạch dài nhất và nhiều nhánh nhất. Ghi nhớ thế nhé, mạch dài nhất và nhiều nhánh nhất nhé. Không có trường hợp là một công thức cấu tạo của Ancan như thế này, nhưng mà nó có các cái đường để tìm đến mạch chính, và hai cái đường đến cùng số nguyên tử carbon thì phải xem là anh nào có mạch nhánh nhiều hơn thì mới là mạch chính, nhớ chưa? Thứ hai, đến lượt đánh số nguyên tử carbon, mạch chính thì phải đánh từ đầu nào gần nhánh hơn. Đây là những cái nguyên tắc cực kỳ quan trọng nhé, phải đánh từ đầu nào gần nhánh hơn, nhớ chưa? Không phải đánh nhầm ấy. Tìm được mạch chính rồi mà đánh nhầm thì nó hơi vứt, nhớ chưa? Tiếp đến đấy, chú ý là khi đánh xong ấy thì phải thỏa mãn được số chỉ vị trí là phải nhỏ nhất nhé, số chỉ vị trí của nhánh là phải nhỏ nhất, nhớ chưa? Tiếp đến là gọi tên mạch nhánh, tức là cái nhóm alkin ấy, thì phải theo thứ tự bảng chữ cái, theo vần chữ cái A B C D X Y Z M N T vân vân, nhớ chưa? Ở đấy là lưu ý tiếp theo nữa này, dùng dấu gạch ngang này để nối số chỉ vị trí mạch nhánh và tên nhánh, còn dấu phẩy thì để phân cách hai số chỉ vị trí mạch nhánh ở cạnh nhau. Đấy là một số cái lý thuyết trọng tâm liên quan đến phần gọi tên các cái mạch carbon phân nhánh của Ancan. Chưa? Chuyển sang cái phần lưu ý, lý thuyết lưu ý thứ ba, đó chính là cái bài toán xác định công thức phân tử của Ancan. Mà ở đây là chúng ta sẽ sử dụng cái công thức, sử dụng cái phương pháp trung bình. Phương pháp trung bình thì các em làm quen rất là nhiều rồi, lớp 10 cũng làm quen ở phần đồng vị, đúng không? Về phương pháp trung bình rồi, hoặc là ở các cái chương khác, ví dụ nitơ, phốt pho hay carbon silic thì thầy cũng gọi là gợi ý, giới thiệu cho các em cái phương pháp trung bình này, đúng không nào? Thì vào ví dụ cụ thể thì chúng ta sẽ làm quen lại liên quan phần hữu cơ. Thế nhưng một số lưu ý ở trường hợp này như sau. Thứ nhất, chúng ta xét Ancan A có công thức tổng quát là CnH2n cộng 2, và hiển nhiên điều kiện n phải lớn bằng 1, và Ancan này có khối lượng phân tử thời ký hiệu Ma thì bằng 14n cộng 2. Đến đây 14n cộng 2 thì biết rồi nhá. 12n là số nguyên tử carbon cộng với số nguyên tử hydro đấy. Chưa? Khối lượng nguyên tử của carbon và khối lượng nguyên tử của hydro đấy. Thì Ma sẽ có khối lượng phân tử 14n cộng 2. Thế nào? Thì ta sẽ có này, phần trăm khối lượng của nguyên tử carbon có trong cái hợp chất hữu cơ A mà có công thức tổng quát như này này sẽ được tính bằng công thức là phần trăm của carbon sẽ bằng M của carbon là 12N chia cho M của A là 14N cộng 2 và nhân 100%. Nếu đầu bài mà cho phần trăm của carbon, các em nhân chéo ra cái tìm ra N thay vào đây cho thầy cái là ra được cái Ancan, công thức phân tử của Ancan. Yeah, đấy, bài toán này là bài toán rất là dễ, nhưng mà đi thi người ta vẫn cho các em đấy. Để các em chỉ cần bấm máy thôi cái là các em ra ngay và chiếm chọn 0,2 điểm hay 0,25 điểm ngay, tương đương với một câu khó đấy nhá, số điểm, được chưa? Đấy là trường hợp với đầu bài mà cho phần trăm khối lượng của carbon, nguyên tử carbon. Thế nhưng mà có một trường hợp là bài vẫn là dạng này, nhưng bài toán nó cho chúng ta phần trăm khối lượng của nguyên tử hydro có trong A thì cũng tính tương tự thôi. Công thức áp dụng đó chính là phần trăm của hydro thì bằng 2N cộng 2 ở đây này chia cho MA là 14N cộng 2 nhân 100%, cũng nhân chéo ra cho thầy rồi tìm ra cái N là số nguyên tử carbon là thay vào công thức tổng quát, thì chúng ta sẽ suy ra được cái công thức phân tử của Ancan A mà chúng ta đang cần phải đi tìm đấy. Thì cái bài toán này là một bài toán khá là dễ, không phải khó đâu. Nếu mà làm khó các em hơn một tí nữa ấy, thì người ta lại hỏi các em cái dạng bài toán như thế này đấy, từ đây tìm ra N nhá. Có thể điều kiện là N phải lớn bằng 1, đấy, phải nhắc kỹ một chút. Thế thì một dạng nữa, nghĩa là người ta sẽ hỏi các em cho hai Ancan A và B. Nếu mà A và B đầu bài nó cho là hai Ancan kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Câu này là câu rất là quen thuộc, mà khi đi thi là rất hay cho dạng này đây này. Tức là người ta sẽ cho các em hai Ancan, chưa biết hai Ancan nó như thế nào, đúng không? Chỉ biết là hai này có đặc điểm là kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Thì ghi nhớ cho thầy, chúng ta sẽ gọi cái công thức chung, công thức tổng quát của hai Ancan đó chính là CN trung bình, H2N trung bình cộng 2. Yeah. Và điều kiện hiển nhiên N trung bình của chúng ta phải lớn bằng 1. Đấy. Thế thì từ đó thì nếu đầu bài mà cho như thế này thì chắc chắn đầu bài sẽ cho các em cái tỷ khối
của cái hai ancan đó so với một chất nào đó hoặc so với không khí vân vân. Và từ đó các em sẽ tính ra được cái M trung bình, khối lượng phân tử trung bình của hai ancan, và từ đó chúng ta sẽ suy ra được N trung bình và biện luận N để tìm ra được chính xác cái công thức phân tử của ancan A và ancan B. Được chưa nào? Có một trường hợp nữa là lưu ý cho thầy, đó là nếu B là ancan mà kế tiếp với A ở trong dãy đồng đẳng thì ta luôn có biết được MA nếu đầu bài cho khối lượng phân tử của A hoặc cho trước chúng ta cái công thức phân tử của A, thì chúng ta suy ra MB chính bằng MA cộng 14. Bởi vì B nó kế tiếp với A trong dãy đồng đẳng mà đã kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thì khối lượng phân tử hơn kém nhau 14 đơn vị carbon. Chính là khối lượng của methylene đấy, CH2 ấy, cái nhóm CH2 ấy. Thấy chưa? Cái số 14 này ý nghĩa của nó thế nhá. Chính là khối lượng phân tử của nhóm CH2 ấy. Hai này kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thì nhớ cho thầy cái mối quan hệ giữa khối lượng phân tử của hai này. Thấy chưa nào? Đấy, trên đây là một số cái lý thuyết giải toán mà các em cần phải lưu ý cho thầy ở cái dạng này để làm tốt các bài tập. Thấy chưa? Sau đây các em đã sẵn sàng để chúng ta cùng thử một số cái ví dụ cực kỳ đơn giản chưa? Bắt đầu nhé. Sau đây thầy và các em chúng ta cùng xét một ví dụ cụ thể. Các em cùng đọc đầu bài với thầy nhé. Người ta cho chúng ta một hydrocarbon A và cho chúng ta cái đặc điểm của hydrocarbon này, no này, mạch hở này, trong phân tử có 6 nguyên tử carbon. Và người ta hỏi chúng ta là xác định số đồng phân và gọi tên các cái đồng phân của A. Đấy, các em nhìn cái bài đầu bài nó rất là đơn giản đúng không? Thế thì các em hãy tự làm cho thầy để xem là thầy đã giới thiệu cho các em về cái cách đếm nhanh số đồng phân rồi, cũng giới thiệu cho các em lý thuyết về cái cách gọi tên các cái ancan rồi đúng không? Ở các cái hợp chất hữu cơ rồi, thì bây giờ chúng ta tự làm thử. Đây là thời điểm tốt nhất để các em tự luyện tập. Luyện tập xong thì các em sẽ xem và so sánh đáp án với thầy để nhận thấy rằng xem là mình đã làm chủ được kiến thức ở phần đấy chưa, đúng không nào? Nhớ được dừng lại nhé. Bây giờ thầy sẽ phân tích một chút cho các em, sau đó thì chúng ta giải chi tiết này. Cái bài toán này ấy là người ta cho chúng ta cái hydrocarbon, tức là trong phân tử chỉ có carbon và hydro thôi, đúng không? Và cho chúng ta cái đặc điểm là no, mạch hở, trong phân tử có 6 nguyên tử carbon. Mà nhớ là hydrocarbon no thì và mạch hở thì chúng ta chắc chắn là ancan rồi, đúng không? Đây là thầy biến tướng cái bài toán đi một chút, chứ còn vì chúng ta đang học ở trong phần ancan thì các em biết là cái hydrocarbon A của chúng ta là ancan rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà đi thi chẳng hạn á, thì chúng ta đọc cái đầu bài lên, có thể nếu mà chúng ta không nhớ được các cái đặc điểm của cái nhóm hydrocarbon thì chúng ta không thể biết được đây là ancan đâu, đúng chưa nào? Phải dựa vào các đặc điểm này nhá. Thì chính cái anh hydrocarbon A này này, từ cái đặc điểm của nó chúng ta có thể suy ra được nó là ancan. Cái cụ thể giải chi tiết như sau nhá, cùng theo dõi với thầy nào. Đầu tiên chúng ta coi như chưa biết các cái đặc điểm của hydrocarbon A này, chúng ta thấy rằng cái công thức tổng quát của một hydrocarbon bất kỳ thầy đã giới thiệu trước rồi, có công thức là CN, HN cộng 2 và trừ 2K, đúng không? Trong đó N là số nguyên tử carbon, K là độ bất bão hòa, đúng không nào? Thì chúng ta sẽ dựa vào cái mối quan hệ giữa độ bất bão hòa và cái đặc điểm của hydrocarbon để suy ra được xem là anh này là ancan, anken hay ankin. Được chưa? Nhìn đầu bài thì nó cho chúng ta là hydrocarbon A là no. No thì K bằng bao nhiêu? Đúng quá rồi đúng không? No thì ta sẽ có K bằng 0, nghĩa là không liên kết pi, không có vọng, mạch hở đúng không? Mạch hở tức là không phải là mạch vọng, mạch hở là một cái mạch hai đầu hở đấy, không vọng, được chưa? Trong phân tử thì có 6 nguyên tử carbon, tức là N bằng mấy? Tức là N này bằng 6 đúng không? K bằng 0 này và N bằng 6. Thay vào công thức tổng quát có cho thầy, các em sẽ suy ra được công thức phân tử của A chính là C6H14. C6H14 này chính là hexan đấy, đúng không? Hexan làm quen dần cái tên gọi của nó đổi ancan này nhá. Đấy, khi mà tìm được công thức phân tử chính xác của ancan A rồi thì cái việc mà xác định số đồng phân của nó thì cứ dựa vào những cái gì mà thầy đã giới thiệu thôi, thầy đã nhắn nhủ cho các em thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi xác định số đồng phân. Thì xem lại cho thầy cái bài mà cách đếm nhanh số đồng phân nhá, thì nó sẽ có các cái bước nhá. Nhưng mà đối với ancan ấy thì trong phân tử chỉ có carbon và hydro và chỉ có liên kết đơn, không có các nhóm chức. Do đó mà anh này chỉ có đồng phân mạch carbon thôi, đúng không? Và thường là có mạch nhánh và mạch thẳng đấy.
chứ không có dạng mạch vòng hay là đồng phân về nhóm chức, được chưa? Như thế thì anh việc mà xác định số đồng phân của anh này rất là dễ thôi. Chúng ta có nhá, xác định số đồng phân của A. Anh này có 6 nguyên tử carbon, đúng không? Nhớ cái cách đếm nhanh không? Xem lại video nhá. 6 carbon thì bằng 6 cộng 0. Trong đó thì 6 ở đây chính là số carbon nằm trên mạch chính, 0 ở đây chính là số carbon nằm trên mạch nhánh. Tức là anh này là mạch thẳng, không có carbon mạch nhánh. Được chưa? Anh này còn một đồng phân nữa là trường hợp 5 cộng 1. Tức là 5 carbon mạch chính, 1 carbon ở mạch nhánh. Đúng không? Còn một trường hợp nữa là 4 cộng 1 cộng 1. Tức là có 4 carbon ở mạch chính, có 2 nhánh, mỗi nhánh là 1 carbon. Đấy. Thế sau đây chúng ta sẽ biểu diễn cụ thể ba cái này ra. Đầu tiên là 6 cộng 0, mạch thẳng đấy. Thì mạch chính có 6 nguyên tử carbon, 2, 4, 6. Được chưa? Trường hợp thứ hai là 5 cộng 1. 5 cộng 1 là 5 carbon mạch chính, 1 carbon ở mạch nhánh. Đây, 5 carbon mạch chính đây. 1 carbon mạch nhánh thì nhớ cho thầy ở phần lý thuyết trọng tâm cần nhớ thầy ơi nhắc rồi. Khi mà điền nhánh thì phải lấy cái trục đối xứng của cái carbon mạch chính ra. Lấy đối xứng thì ta có anh này đối xứng vào đây đúng không? Thì có mấy vị trí để đánh cái carbon mạch nhánh vào. Một vị trí ở đây đúng không? Ở đây thì đối xứng qua đây rồi thì hai ngày là giống nhau. Em nào mà không lấy đối xứng là em lấy trùng hai ngày đấy nhá. Một trường hợp nữa là có thể đính cái nhánh vào đây, đúng không? Vậy là riêng anh này nó có hai đồng phân, hai đồng phân mạch nhánh, đúng không? Rất là dễ. Anh này có một đồng phân, anh này có hai, vậy là một hai ba rồi đã, ba đồng phân. Tiếp đến là trường hợp 4 cộng 1 cộng 1, tức là mạch chính của chúng ta có 4 carbon. Viết mạch chính ra, sau đó thì điền nhánh vào, nhánh thì có hai nhánh, mỗi nhánh có 1 carbon, thì cũng lấy trục đối xứng ra. Không lấy trục đối xứng là đếm thừa đấy nhá. Lấy trục đối xứng ra nhá, đây đối xứng ở giữa đây, thì anh này có hai nhánh, mỗi nhánh 1 carbon. Có một trường hợp là đính vào đây, đính vào đây và đính vào đây là như nhau, chưa? Ở đây nó có hai nhánh nên là chúng ta sẽ xét là đính hai nhánh đính cùng vào 1 carbon. Thì nếu mà hai nhánh đính cùng vào 1 carbon ở trường hợp này với trường hợp này là giống nhau. Sau đó nhớ chỉ có một trường hợp thôi vì đối xứng. Còn trường hợp thứ hai đó là 1 carbon đính vào đây và 1 carbon đính vào đây. Cũng tạo ra một cái mạch carbon mà có hai nhánh. Anh này cũng có hai đồng phân. Vậy 2 cộng 2 cộng 1 anh này có 5 đồng phân. 5 đồng phân mạch carbon. Đấy thì nếu mà trên lớp hoặc là nếu mà bài toán mà nó hỏi số đồng phân mạch carbon của cái công thức của cái ancam công thức phân tử như này ấy, thì các em chỉ cần đếm cái là các em điền vào chọn đáp án đúng thôi. Nhưng mà nếu trên lớp các thầy cô của các em yêu cầu các em phải gọi tên hoặc là viết đầy đủ ra, nghĩa là gọi tên đây này, thì các em phải viết đầy đủ cái công thức cấu tạo của nó ra cụ thể ra, chứ không phải viết như thầy đâu nhá. Như thầy là chúng ta chỉ đếm nhanh thôi. Bây giờ viết cụ thể đầy đủ ra để gọi tên thì chúng ta viết như nào? Anh này mạch thẳng, đúng không? Mạch thẳng thì cứ thế điền hydro vào thôi. Cái cách điền hydro thì chắc em nhớ rồi, làm sao cho carbon của chúng ta bão hòa hóa trị được 4. Nhớ chưa? Phải bão hòa hóa trị nhá. Thì ta có anh này cứ điền vào đây thôi. Đây là một carbon đầu mạch, hai carbon đầu mạch thì còn hóa trị nó bằng 4, nhưng mà đây có một liên kết và có 3 nguyên tử hydro đính vào. Các anh ở giữa thì đều là CH2 thôi. Đúng không? Rất là dễ. Đúng không? Tiếp đến là đối với trường hợp này có hai đồng phân, đúng không? Hai đồng phân có một nhánh này này, thì có trường hợp thứ nhất là đính vào đây nhá. Thầy viết ra đính vào đây này, ta sẽ có là mạch chính viết ra 5 carbon, mạch nhánh đính vào vị trí này đúng không, một anh. Một đồng phân nữa là đính vào vị trí carbon ở giữa này, thì chúng ta cứ viết mạch chính ra đã, xong rồi chúng ta đính vào thôi. Đấy, để có hai đồng phân cụ thể đầy đủ như này. Đấy, được chưa? Đối với trường hợp 4 cộng 1 cộng 1 thì cũng có hai đồng phân, đúng không? Hai đồng phân chúng ta liệt kê ra nhá. Thứ nhất là viết mạch chính ra cho thầy là 4 carbon này. Trường hợp là hai nhánh đính vào cùng 1 carbon, đây đính vào đây và đính vào ở đây. Trường hợp tiếp theo cũng viết mạch chính ra, hai nhánh đính ở dưới, đây một nhánh đây, hai nhánh đây. Đấy, thỏa mãn chưa? Vậy là chúng ta đã viết xong cái công thức cấu tạo đầy đủ của các cái đồng phân của cái ancam của công thức phân tử C6H14. Đầu bài yêu cầu chúng ta phải gọi tên nữa cơ. Thì nhớ lại cho thầy cái phần danh pháp gọi tên carbon mạch nhánh cho thầy.
gọi tên cái các cái ancan mà có mạch nhánh cho thầy nhá. Đấy, tên ancan bằng cái gì đấy thì thầy đã giới thiệu rất là kỹ rồi. Sau đây chúng ta sẽ gọi tên cụ thể nhá. Thầy viết lên cho các em này. Đầu tiên là chúng ta gọi tên anh này. Anh này là mạch thẳng. Đúng không? Mạch thẳng thì ta sẽ có là anh này có tên là gì? Mạch thẳng thì người ta thường ký hiệu là N, không gạch cả. N ở đây chính là gì? N ở đây chính là normal. Được chưa? Đấy, normal. Thẳng, thường. N normal, được chưa? Đấy, còn anh này tiếp đến là số nguyên tử carbon là 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 là... Đúng không nhỉ? Đây là 2, 4, 6. 6 là gì? N hexan. Thế thôi. Chưa? Mạch thẳng. Nhá. Đấy, còn trường hợp tiếp theo gọi tên hai anh này, gọi tên anh này trước này. Anh này thì nó có mạch nhánh. Đúng không? Có mạch nhánh thì đầu tiên là chúng ta phải chọn mạch chính. Mạch chính thì mạch chính ở đây rồi, đúng không? Số carbon dài nhất, mạch dài nhất. Sau đó chúng ta phải đánh số. Đánh số thì chú ý đánh từ đầu nào gần nhánh nhất. Thì đầu nào gần gần nhánh nhất đánh từ bên này sang, đúng không? Chúng ta sẽ có đây là 1 này, 2, 3, 4, 5. Được chưa? Đấy, đánh số như thế. Chứ đừng đánh từ đầu này nhé. Đấy, sau đó thì gọi tên. Gọi tên thì đầu tiên là tên của ancan thì bằng số chỉ vị trí mạch nhánh. Thì mạch nhánh của chúng ta là anh này set 3, thầy viết không động này, mạch chính là động nhé. Thì anh này ở vị trí bao nhiêu đây? Số 2, nguyên tử carbon số 2, đúng không? Thì chúng ta gọi tên này, vị trí mạch nhánh trước, đúng không? Xong đến tên mạch nhánh, thì đây anh này CH3, tên là gì? Metin, đúng không? Nhưng mà nhớ phải có một gạch nối ở giữa. Metin. Sau đó đến tên mạch chính. Tên mạch chính ở đấy có mấy carbon? 5 carbon. Tên mạch chính xong cộng đuôi an. 5 carbon là gì? Là gì nhỉ? 5 carbon là pen. Đúng không? Sau cộng đuôi an vào nữa là penta. Được chưa? Đấy, anh này có tên là 2 metin penta. 2, 4, 5, đúng không? Ok, đúng rồi. Thế thì các em có thể tự gọi anh này không? Gọi tên anh này không? Quá dễ đúng không? Thế thầy gọi luôn rồi nhá. À, đầu tiên là đánh số. Chọn mạch chính ở đây rồi, đánh số carbon thì các em thấy anh này đối xứng ở giữa, các em đánh từ đầu nào cũng được nhá. Thế thầy vẫn theo truyền thống là đánh theo chiều thuận thôi nhỉ, đánh từ bên này sang 4, 5. Bây giờ cái nhánh của chúng ta nó không nằm ở vị trí số 2 nữa mà nó nằm ở vị trí số 3. Vậy anh này đọc tên là 3 betin penta, đúng không? Mạch chính có 5 carbon. Được chưa? Đấy, thế còn hai anh này nữa thôi. Hai anh này thì gọi thì cũng dễ thôi, không có gì khó cả. Chúng ta cũng chọn mạch chính thì là mạch này rồi. Hai anh này đều mạch chính đây nhá. Bây giờ đánh số. Đánh số thì nhớ là đánh từ đầu nào mà gần nhánh thì đầu này gần nhánh hơn đúng không? Chúng ta đánh ở đây nhá. Đây là 1, 2, 3 và 4. Đúng không? Đánh từ đây sang này, 4 này. Bắt đầu gọi tên. Số chỉ vị trí mạch nhánh. Ở đây mạch nhánh của chúng ta là có hai nhánh. Hai nhánh thì phải có dấu phẩy phân cách giữa hai này, đúng không? Ở đây là 2 metin thì phải là 22. Nhưng mà phải có phẩy nhá. 2 phẩy 2. Xong bắt đầu là gạch ngang giữa số chỉ vị trí và tên nhánh. Tên nhánh ở đây là có metin nhưng mà có 2, phải là dimetin, đúng không? Phải là dimetin, xong đến tên mạch chính cộng an. Đây có tên mạch chính của chúng ta là 4 nguyên tử carbon, phải là dimetin butan. Được chưa các em? Dimetin butan nhá. Đã xong anh này, còn anh cuối này thì quá dễ rồi, cũng tương tự thôi. Anh này đối xứng qua đây, đúng không? Đối xứng qua đây thì các em đánh số từ đâu cũng được. Các em có thể đánh số đây nhá. Thầy cứ theo chiều này, 1 này, 2 này, 3 này, 4, đúng không? Chúng ta bắt đầu gọi. Thầy đưa lên đây cho dễ viết nhá. Nhá, đưa lên đây cho viết này. Các em nhìn này, chúng ta gọi đi. Ở đây là mạch nhánh của chúng ta là có hai nhánh, đính vào vị trí carbon số 2 và số 3. Chúng ta sẽ có tên gọi của anh này là gì? Để viết gần vào đây. À, 2 này, phẩy 3. Hai nhánh này giống nhau, đều là metin cả. Mà có hai nhóm, vậy là dimetin, đúng không? Đi
mê tín. Mạch chính của chúng ta 4 carbon phải là đi mê tín bù tàn. Xong. Đấy. Thế thì thầy đã giới thiệu cho các em khá là chi tiết về cái xác định số đồng phân này, đếm nhanh này. Nếu mà gọi tên thì phải viết đầy đủ ra, xong bắt đầu là cũng giới thiệu cái cách mà gọi tên các cái mạch carbon của cái anh mà có công thức phân tử là C6H14 rồi. Thế các em có thể luyện tập thêm bằng cách là viết các cái đồng phân của các cái ancan C7H16 vân vân nhá. Thế sau đây chúng ta cùng chuyển sang các ví dụ tiếp theo. Chúng ta cùng chuyển sang một ví dụ tiếp theo, cùng đọc đầu bài với thầy. Cho ancan A có công thức cấu tạo như hình dưới đây. Đây nhá, công thức cấu tạo của ancan A đây, nhìn khá là cồng kềnh đúng không? Và người ta hỏi các em là vậy thì danh pháp của cái ancan A này là gì? Cho các em 4 đáp án A, B, C, D đấy. Thế thì đây là một cái bài để giúp các em luyện tập thêm cái phần gọi tên của các cái ancan. Đấy, các em nhìn vào cái công thức cấu tạo của nó khá là cồng kềnh, thì các em nhớ là cứ đi theo các cái bước mà thầy đã giới thiệu khi mà xác định gọi tên các cái ancan mạch phân nhánh. Cứ theo các bước đấy thì các em có thể làm tốt cái bài này. Bây giờ là cái thời gian để các em tự luyện tập, tự làm cho thầy nhé. Sau khi các em làm xong thì thầy sẽ giải chi tiết cho. Cái này thì tập đi, tập để cho nó quen để chúng ta sang những phần sau nó khó khăn hơn trong việc gọi tên các hợp chất hữu cơ thì chúng ta có thể làm chủ được. Nên là trước hết là cứ làm quen đi và tự làm đi cho thầy nhá. Sau đây thầy sẽ giải chi tiết cho các em nào. Thì nhớ lại cho thầy các cái bước để xác để gọi tên một ancan phân nhánh. Nhớ lại đi. Bước thứ nhất là gì vậy ạ? Phải đi xác định mạch chính. Mạch chính là mạch dài nhất, tức là có nhiều nguyên tử carbon nhất. Nhưng phải lưu ý là phải chứa nhiều nhánh hơn cơ. Được chưa? Thì mới gọi là mạch chính nhá. Thì đối với cái ancan A mà có công thức cấu tạo như này, các em hãy dừng hình một tí và nhìn kỹ vào cái ancan này cho thầy. Nhìn kỹ vào đi. Xong tự tìm mạch chính cho thầy xem là có đúng không nhá. Xem là tí có tìm mạch chính giống thầy không. Dừng lại một chút này. Pause. Được chưa? Rồi. Bây giờ là thầy sẽ đi xác định cái mạch chính cho các em. Thứ nhất là anh này sẽ có hai mạch khiến chúng ta phân vân. Mạch thứ nhất là mạch này thầy gọi là mạch A. Đây, nó đi theo cái đường như thế này. Em nhìn thấy chưa? Đây này, nó chính là anh này này. Đấy, xuống đây, xong đi ra đây. Được chưa? Anh này có 7 nguyên tử carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nhưng anh này chỉ có một nhánh đây này. Đây này. Đây là cái nhánh của nó đây này. Được chưa? Anh này có một nhánh. Còn trường hợp nữa, cũng có 7 nguyên tử carbon là mạch B. Nó đi như thế này. Đây, các em nhìn đây này. Đi ra đây này. Xuống đây, sang đây. Thì gọi là mạch B. Mạch B này cũng có 7 nguyên tử carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nhưng mạch B này có hai nhánh. Nhánh thứ nhất là anh này. Nhánh thứ hai là anh này. Đúng không? Anh này chính là C2S5 đấy. Anh này là CS3. Có một là có em thì có thể là điền như này nhé. Mạch B có thể chạy từ đây, ra đây, xuống đây, sang đây. Đúng không? Vì sao? Vì anh này, hai ngày đối xứng nhau qua cái nguyên tử carbon này này. Nhưng mà thầy chọn cái mạch này nó đỡ gấp khúc nhiều. Được chưa? Thì hai anh này đối xứng nhau là các em chọn thế nào cũng được, nó vẫn là một thôi. Thế nào? Đấy. Thế vậy thì nhìn vào đây chúng ta biết rồi, đúng không? Mạch B của chúng ta, một cái mạch mà thầy in vàng này, chính là mạch chính. Vậy là chúng ta đã xác định được mạch chính rồi. Khi được xác định được mạch chính rồi thì khá là đơn giản rồi, đúng không? Bắt đầu chuyển sang bước số 2. Làm gì nhỉ? Đánh số. Đấy nhá. Thầy viết cụ thể đây, mạch chính này thầy tô vàng đây này. Đấy. Bây giờ chúng ta chuyển sang bước số 2 là đánh số nguyên tử carbon trên mạch chính. Thì nhớ cho thầy là đánh số nguyên tử carbon là phải đánh ở đầu nào mà gần nhánh hơn, đúng không? Xuất phát từ đầu nào gần nhánh hơn. Thế nhìn vào đây, mạch chính mà chúng ta đánh số từ đây lên đây, đúng không? Không đúng, đúng không? Bởi vì mạch nhánh nó ở vị trí này. Làm sao mà gần bằng việc chúng ta đánh số từ đây sang đây được, đúng không? Bởi vì nhánh của ta nó ở ngay vị trí carbon số 2 nữa rồi. Vậy ta sẽ đánh theo chiều này nhé. Đầu tiên là carbon này là số 1, đây là carbon số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 và số 7. Đấy, chúng ta đã đánh số xong cái mạch carbon, mà số carbon mạch chính. Thế nhưng mà nếu mà các em mà muốn nhìn cái mạch này trông nó nhân từ hơn một tí,
có nghĩa là nhìn trông nó cảm giác nó dễ gần hơn một tí nhá, thì các em có thể bẻ cái mạch đi, bẻ cái mạch đi chứ đừng để kiểu như này trông cảm giác nó hơi kiểu như là hơi cứng nhá. Chúng ta hãy duỗi cái mạch này ra, duỗi cái mạch chính ra cho nó thẳng đều tăm tắp như này. Duỗi như nào? Duỗi thì chỉ cần đơn giản này thôi, các em cầm như kiểu tưởng tượng anh này có một cái tai ấy. Chúng ta xách tai của anh này bẻ nó xuống đây. Đấy, bẻ nó xuống đây rồi nó thẳng với anh này. Được chưa? Bẻ cái thì chúng ta sẽ có là thầy bẻ đây. Thầy bẻ một lát thì đây mạch chính của thầy đây, thầy viết trước. Được chưa? Xong bắt đầu là thầy điền cái vị trí mạch nhánh vào. Mạch nhánh của chúng ta ở carbon số 2, đúng không? CH3. Đánh số trước. 1 2 3 4 5 6 7. Carbon số 2 có mạch nhánh là CH3. Carbon số 3 này có mạch nhánh là C2H5. Đấy, vậy chúng ta bẻ vào đây nhìn anh này trông nó đẹp trai hơn hẳn đấy chưa? Nhìn nó hiền hòa hơn hẳn, đúng không? Dễ gần. Anh này nhìn thì hơi khó nhìn. Đấy, thì vậy chúng ta đã duỗi được cái mạch này ra rồi. Em nào có thể thích duỗi duỗi nhá, em nào mà thích xấu dai thì các em cứ để này cũng được. Đấy. Thế sau khi mà duỗi ra rồi xong, chúng ta sẽ bắt đầu là gọi tên. Gọi tên ăn can này thì dễ quá rồi đúng không? Gọi tên thì nhớ cho thầy là phải gọi tên mạch nhánh cái nhóm ankin kia kìa. Phải theo thứ tự bảng chữ cái, luôn ghi nhớ trong đầu như thế nhá. Bảng chữ cái. Ở đây nhánh của chúng ta là có hai nhánh, một là CH3 tức là metin, hai là C2H5 là etin. Đấy, nhớ cho thầy là etin bao giờ cũng phải được gọi trước metin. Nhớ chưa? Thì vậy anh này sẽ có tên gọi là gì? Đầu tiên phải gọi là 3 etin trước, sau đấy mới đến 2 metin sau. Và tên mạch chính của chúng ta đây có 7 carbon mà heptan đúng không? Nghĩa là 3 etin, 2 metin, heptan. Xong. Đáp số của chúng ta chính là đáp án B. Đấy, bài toán kết thúc rất là đơn giản. Đấy, nhớ. Nếu mà muốn luyện tập thêm nâng cao kỹ năng của này thì có thể tự vẽ các cái mạch mà nó uốn éo tinh tinh cả, xong rồi tự gọi tên xem. Thì khi mà các em mà đi thi hoặc làm các cái bài tập trắc nghiệm thì các em chả ngại gì cái vấn đề mà gọi tên của các cái ankan này cả. Được chưa? Chúng ta cùng chuyển sang các cái ví dụ tiếp theo nhá. Chúng ta cùng xét một ví dụ tiếp theo nhá. Đầu bài này. Hỗn hợp X thì gồm AB là hai ankan kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đấy, chúng ta tô đậm này cho thầy nhé. Và người ta cho các em tỉ khối của X so với hydro là 24,8. Ý A hỏi các em AB có công thức phân tử lần lượt là bao nhiêu, cho các em bốn đáp án như này. Đấy. Và ý B thì người ta hỏi các em là khi đã biết AB rồi thì người ta hỏi thành phần phần trăm về thể tích của hai cái ankan AB là bao nhiêu, cũng cho bốn đáp án ABCD. Thì thầy lồng vào đây chứ nếu mà tách riêng một video thì nó hai video thì nó hơi nhiều. Thế là thầy lồng vào đây cho các em thành hai ý nhá, để các em có thể giải quyết được cái bài toán này, được chưa? Đấy, thì chúng ta hãy dừng video lại và thử giải đi, sau đó thầy sẽ giải chi tiết cho. Thế sau đây là thầy sẽ giải chi tiết cho các em này. Đầu tiên là chúng ta phải gọi công thức tổng quát của AB, công thức chung của AB, bởi vì hai này là kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, đúng không? Mà hai này là ăn can, nên chúng ta sẽ gọi công thức tổng quát của nó là CN trung bình, H2N trung bình cộng 2. Và nhớ cái điều kiện của N trung bình là phải lớn hơn bằng 1. Đấy, thì cái này là cái mà các em phải luôn ghi nhớ cho thầy nhá. Bởi vì hai này là đồng đẳng kế tiếp mà ăn can, do đó công thức tổng quát nó phải như thế này. Được chưa? Ghi nhớ như thế cho thầy. Chúng ta biết gọi để ngay từ đầu cái công thức tổng quát rồi chúng ta mới tính đúng được. Tiếp đến này, khai thác dữ kiện của đầu bài. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái M trung bình của hai ankan này, khối lượng phân tử trung bình. Ta sẽ có nhé, tỉ khối hơi của X so với hydro là 24,8. Vậy ta có M trung bình của X thì bằng M của hydro nhân với tỉ khối của X so với hydro. M của hydro bằng 2, tỉ khối của X so với hydro là 24,8 theo đầu bài, nhân ra bằng 49,6. Mặt khác ta có cái M trung bình của X này, chúng ta sẽ lấy từ đây. M trung bình của X chính bằng 14N trung bình cộng 2. Mà M trung bình của X thì bằng 49,6, tức là 14N trung bình cộng 2 bằng 49,6. Thay vào cho thầy nhé, giải ra ta sẽ có là N trung bình bằng 3,4. Đến đây là nhiều em lại không biết, nhưng chúng ta đến đây là chúng ta có thể tìm ra được công thức phân tử của ankan rồi, đúng không? Bởi vì hai ankan là đồng đẳng kế tiếp nhau trong dãy, hai ankan này là kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Mà tìm được N trung bình nằm ở giữa rồi, tức là số nguyên tử carbon của nó nằm ở giữa. N trung bình thì có thể là không nguyên, được chưa? Không nguyên nhưng mà dương, được chưa? Thì ta có là
một anh là phải nằm ở trước, thế là trung bình đấy, một anh phải nằm ở sau. Em hình dung thấy chưa? Đấy, vậy n trung bình mà bằng 3,4 thì nhớ thầy 3,4 sẽ nằm trong khoảng từ 3 đến 4. Mà n của chúng ta, tức là số nguyên tử carbon của A và B là phải là nguyên. Sau đó ta sẽ có N1 chính bằng 3, N2 chính bằng 4, 3,4 thì sẽ nằm trong khoảng từ 3 đến 4. Nhớ chưa? Đấy. Tìm ra N trung bình sẽ tìm ra được số nguyên tử carbon của A và B. Và từ đó ta sẽ suy ra được A và B là ăn can, nên suy ra được A là C3H8 và B là C4H10. Đấy, tìm được AB rồi. Đáp án của chúng ta đối với ý A chính là đáp án C. Đúng không? Đấy, đáp án ý A rất là dễ thôi, không có gì khó cả. Nhưng mà nếu mà các em chưa quen cái dạng này thì các em không biết cách xác định N trung bình đâu. Không biết cách biện luận chỗ này đâu nhé. Nhớ nhé. Đấy. Đấy, rất là đơn giản. Chuyển sang ý B. Ý B đầu bài hỏi chúng ta về thành phần phần trăm thể tích của hai ăn can. Nhớ cho thầy, hai ăn can này trong phần lý thuyết thầy nói rồi, hai ngày đều là chất khí, nhớ chưa? Thì ta có cái dữ kiện rồi, phần trăm về thể tích, tỷ lệ về thể tích cũng đúng bằng tỷ lệ về số mol, đúng với trường hợp chất khí trong cái điều kiện và nhiệt độ và áp suất như nhau, điều kiện như nhau, nhớ chưa? Đấy, bây giờ chúng ta muốn tính được phần trăm về thể tích của hai ăn can này thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành áp dụng cái phương pháp số nguyên tử carbon trung bình. Bởi vì chúng ta đã biết được N trung bình rồi, biết N1, N2 rồi. Bây giờ đơn giản chỉ cần gọi, thầy gọi X1 là số mol của C3H8, tức là A. X2 là số mol của B, C4H10. Và nhớ cho thầy áp dụng cái phương pháp số nguyên tử carbon trung bình thì ta có cái công thức tính rồi, đúng không? Chúng nghe các em học lớp 10 còn nhớ cái phần tính phần trăm đồng vị ấy, kiểu như thế. Chúng ta sẽ có này, N trung bình thì bằng N1 nhân X1 cộng N2 nhân X2 chia cho X1, X2. Đến đây thì thầy không giải thích vì sao lại có công thức này đấy nhá. Và bây giờ là các em chỉ có áp dụng thôi, được chưa? N1 thì chúng ta biết rồi bằng 3, N2 chúng ta biết rồi bằng 4, X1 và X2 là hai giá trị cần phải tìm. N trung bình thì bằng 3,4, đúng không? Thay số vào cho thầy nhá, ta sẽ có 3,4 tương đương bằng 3X1 cộng 4X2 chia cho X1 cộng X2. Đến đây thì các em có giải quyết được cái hệ thức này không? Quá đơn giản đúng không? Chúng ta sẽ tiến hành giản ước vân vân đi, rồi đưa về cái giá trị là x1 chia x2 thì bằng 3/2. Quá dễ. x1 chia x2 bằng 3/2. Và nhớ cho thầy là x ở đây là nó là số mol, mà hai cái ancan này là chất khí ở cùng điều kiện nhiệt độ áp suất. Do đó tỷ lệ về số mol thì cũng đúng bằng tỷ lệ về thể tích của hai ancan. Đấy. Thế thì biết tỷ lệ về thể tích của hai ancan rồi thì cái việc tính phần trăm của nó có trong hỗn hợp x ban đầu thì rất là đơn giản, đúng không? Ta sẽ có phần trăm của C3H8 thì bằng 60%, còn phần trăm của C4H10 thì bằng 40%. Và đáp án cuối cùng của chúng ta chính là đáp án D. Đấy, bài này kết thúc một cách rất dễ dàng. Thế nhưng mà đến đây có nhiều em là còn không biết là cách mà biết được tỷ lệ thể tích giữa hai cái ancan rồi, nhưng mà không biết vì sao ra 60, vì sao ra 40 đâu, đúng không? Tất nhiên là có em biết rồi, thầy khẳng định như thế, nhưng có em chưa biết thì thầy sẽ giải thích cụ thể thêm nhá. Chúng ta có này, tỷ lệ của C3H8 chia cho tỷ lệ thể tích của C3H8 chia cho thể tích của C4H10 bằng 3/2. Ta suy ra phần trăm, ta sẽ có này, phần trăm của thể tích của C3H8 chính bằng bao nhiêu? Đây là 3 mà, 3 chia cho tổng thể tích của nó là bao nhiêu? 3 cộng 2 là bằng 5, đúng không? Nhân với 100% đấy. Cái này 3 phần 5 thì là bằng 0,6 nhân 100 thì bằng 60%. Đấy. Các em hiểu chưa? Đấy là cách tính của nó nhá. Thế còn đối với C4H10 thì bằng 2 chia 5 thôi. Đấy. Thế viết luôn nhá. Đây. Thể tích của C4H10 thì bằng 2 chia cho 5. 2 chia 5 thì nhân với 100 nữa nhé. Đây, 100. Đấy. Thì bằng 2 chia 5 thì bằng 0,4 nhân với 100 thì bằng 40%. Đấy. Đấy là cái cách tính mà các em cần phải nhớ cho thầy cái chỗ này. Nhiều khi em xác định ra được tỷ lệ về thể tích hoặc số mol rồi thì vậy không biết cách tính phần trăm đâu. Được chưa? Để chúng ta kết thúc cái ví dụ này, chúng ta cùng chuyển sang ví dụ tiếp theo nhé. Chúng ta cùng xét một ví dụ sau đây.
Đầu bài cho các em như thế này nhé. Hỗn hợp X của chúng ta thì gồm hiđro và một ancan A. Đây này, gồm hiđro và một ancan A, được chưa? Người ta cho các em biết được cái tỉ khối của cái hỗn hợp X của chúng ta so với hiđro là bằng 8. Và một dữ kiện nữa đó là hiđro thì chiếm 50% về thể tích trong hỗn hợp X. Và người ta hỏi các em hãy xác định ancan A là gì. Và cho các em 4 đáp án này, A, B, C và D. Đấy, thì đây cũng là một bài tập không phải là quá khó. Hãy dừng video lại và thử làm xem. Sau đó thì chúng ta cùng xem lời giải của thầy. Được chưa? Sau đây thầy sẽ giải chi tiết cho các em. Chúng ta sẽ đi từ những cái dữ kiện nào mà dễ nhất cho đến dữ kiện, khai thác dữ kiện nào mà khó hơn. Được chưa? Cái gì từ mình chúng ta triển khai luôn. Đầu tiên ancan A, đúng không? Ancan A, A là một ancan. Thì chúng ta gọi công thức phân tử tổng quát của A là CnH2n cộng 2. Đến đây nói đi lại đúng không? Nó quá quen này. Thì ta sẽ có n lớn bằng 1, đúng không? Tiếp đến khai thác chúng ta phải nhớ luôn cho thầy là MA thì bằng 14n cộng 2, nó lại quá quen tiếp, đúng không? Tiếp đến đây, ta sẽ khai thác cái dữ kiện mà cái tỉ khối của hỗn hợp X so với hiđro được bài cho nó bằng 8. Thì cái hỗn hợp X này là gồm hiđro và một ancan chứ không phải là gồm hai ancan. Đó, hai chất lại khác nhau. Do đó chúng ta đi xác định cho thầy cái M trung bình của hỗn hợp này. Ta có M trung bình của X sẽ bằng M của hiđro nhân với tỉ khối của X so với hiđro. M của hiđro bằng 2, tỉ khối của X so với hiđro bằng 8, nhân vào bằng 16. Đấy. Tiếp đến, do phần trăm về thể tích của hiđro trong cái hỗn hợp X bằng 50%, tức là nó chiếm một nửa, thì hiển nhiên nửa còn lại phải là của anh ancan A thôi, đúng không? Anh này một nửa thì anh kia chiếm một nửa, phải chia đôi chứ, đúng không? Không là anh chiếm hết à? Đấy, kiểu như thế. Anh này 50% thì anh kia phải 50%, 50-50. Đấy. Thế thì các em nhớ cho thầy hai ngày là khí ở dạng khí, đúng không? Vậy ta sẽ có là thể tích của A chính bằng thể tích của hiđro. Và tỷ lệ về thể tích cũng đúng bằng tỷ lệ về số mol giữa các chất khí mà trong cùng điều kiện, đúng không? Ta sẽ có VA bằng V hiđro tương đương số mol của A đúng bằng số mol của hiđro. Đấy. Thế thôi. Thế thì bây giờ để mà xác định rõ được mục đích của chúng ta là đi tìm ancan A, có nghĩa là chúng ta phải đi tìm n nhỏ của A, tức là số nguyên tử carbon của A, thì có một cái phương pháp áp dụng ở đây, đó chính là áp dụng phương pháp đường chéo. Các em có thể áp dụng đường chéo rất là nhanh để tìm ra n. Để thầy hướng dẫn cho các em luôn này. Áp dụng phương pháp đường chéo, ta sẽ có m của A thì bằng 14n cộng 2, m của hiđro bao nhiêu? Bằng 2. M trung bình bằng bao nhiêu? M trung bình bằng 16, đúng không? Cái phương pháp đường chéo mà áp dụng khi viết cái khối lượng phân tử trung bình này là một cái bài toán rất là kinh điển rồi. Đến đây em nào mà chưa biết thì các em phải tìm đọc thêm cho thầy đấy nhé. Phần này là một cái phương pháp rất là hay để vận dụng khi chúng ta giải nhanh các cái bài toán. Thế thì bây giờ triển khai đường chéo thôi. Ta sẽ có 2 trừ đi 16 thì bằng 14. 14n cộng 2 mà trừ đi 16 thì chính bằng 14n trừ 14. Đấy, tỷ lệ giữa hai này chính là tỷ lệ số mol của A so với hiđro bằng 14 chia cho 14n trừ 14. Mà nhớ cho thầy là số mol của A bằng số mol của hiđro, tức là tỷ lệ của hai này bằng 1 trên 1, đúng không? Đấy, thì từ đây rõ ràng là giải ra cho thầy n bằng 2 thôi. N bằng 2 thay vào đây này, ta ra được công thức phân tử của A chính là C2S6 và tên gọi là eta. Đáp án cuối cùng của chúng ta chính là đáp án B. Bài toán kết thúc rất là nhanh. Đấy nhá. Thế thì trên đây thầy giới thiệu cho các em một số các cái ví dụ liên quan đến cái dạng đầu tiên là đồng phân danh pháp và cách xác định công thức phân tử của A dựa vào cái phương pháp mà sử dụng phương pháp trung bình. Đấy, thì thầy phân loại và đi ra giới thiệu cho các em rất là cụ thể, chi tiết và tỉ mỉ. Thế do đó thầy mong các em chịu khó dành thời gian và ôn luyện cho thầy nhé. Các em hãy dành thời gian thêm để làm các bài tập luyện tập ở phía trên góc phải màn hình cho thầy, được chưa? Và nhớ là có các cái bài kiểm tra định kỳ, chúng ta hãy dành thời gian 1-2 tiếng đi chơi để làm các bài kiểm tra định kỳ đó, để kiểm tra xem hiện tại kiến thức của chúng ta đang ở mức nào, đang thiếu ở đâu, đúng không? Thông qua cái bảng đánh giá của lizen.vn. Thầy hy vọng rằng các em sẽ học càng ngày càng tốt hơn để làm chủ kiến thức của mình, đồng nghĩa việc
làm chủ tương lai của mình. Được chưa nào? Thầy chúc em học tốt nhé.